Netizen Trung Quốc đứng ngồi không yên như nào khi thấy Việt Nam quá sôi động dịp Halloween. Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề Đêm Halloween ở Hà Nội, Việt Nam. Đêm Halloween ở Hà Nội, Việt Nam. Khắp nơi người người tấp nập, nhà hàng nào cũng xếp hàng dài, trai đẹp đủ màu sắc. Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy một khung cảnh sống động như vậy, quả thực rất tuyệt vời. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc, nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Tôi thì Bắc Ninh có rất nhiều nhà máy, và không có nhà hàng nào trong bán kính vài km. Bạn hãy mở một nhà hàng và tôi sẽ cho bạn những nhân viên tốt. Có rất nhiều nhà hàng ở thành phố Bắc Ninh. Cạnh tranh rất khốc liệt. Tất nhiên là có ít ở khu công nghiệp hơn, dù sao cũng buôn bán thực phẩm. Trái cây được cung cấp cho 3 bữa một ngày. Đặc biệt là chuối, có vẻ như công nhân không thể ăn hết. Những người lái xe ô tô nhỏ vẫn có thể lái xe ra ngoài sao? Có vẻ như tôi đang đi du lịch đến Việt Nam. Bạn có thể đến chơi ở đây khá an toàn và giá cả lại rẻ. Cho em hỏi khu nào an toàn và vui vẻ hơn ạ? Em chủ yếu muốn ngắm cảnh thiên nhiên, ăn uống và vui chơi. Đến Vân Nam để ngắm cảnh thiên nhiên cũng được mà. Chẳng phải điều đó có nghĩa là tiền lương ở đó thấp và mức tiêu dùng cao sao? Điều này đúng với người Việt. Đối với người Trung Quốc, việc kiếm được nhân dân tệ và tiêu tiền đồng Việt Nam là điều tốt. Khi nào về Việt Nam được miễn thị thực thế? Bây giờ nó không được miễn thị thực, nhưng rất dễ thực hiện. Những anh chàng đẹp trai và cô gái xinh đẹp thuộc mọi màu da có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Ở đây thật sôi động. Tại sao có nhiều người trẻ ở nước ngoài ở đây thế? Việt Nam thực sự có nhiều không khí lễ hội. Việt Nam sẽ trở thành trung tâm lừa đảo viễn thông thứ hai sao? Chắc là không đâu. Đây cũng là nước xã hội chủ nghĩa và có động lực phát triển tốt. Việt Nam sẽ là điểm bùng nổ tiếp theo của châu Á, nền kinh tế cất cánh. Vốn dĩ cũng không có gì huyền bí như vậy, dù sao cũng tương đương với một tỉnh mà thôi. 2 năm trước, những người có ảnh hưởng về tài chính cho rằng những người khác chỉ có thể lắp ráp và sẽ không có chuỗi công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn. Kết quả là chỉ 2 hoặc 3 năm nữa tất cả các công ty thượng nguồn và hạ nguồn đều chuyển sang Việt Nam, xây dựng nhà máy. Nói gì về nó bây giờ? Việc cung cấp năng lượng cho một nhà máy điện không quá khó. Việt Nam thực sự rất thú vị, tôi đã đến đó 10 ngày vào tháng trước. Những nơi có cuộc sống về đêm phong phú rất thú vị. Anh ơi, nếu anh muốn về Việt Nam thời gian gần đây, anh có gợi ý gì để tránh cạm bẫy không? Ngoài ra còn có biện pháp phòng ngừa an toàn nào không? Hãy chú ý đến việc cướp giật, đặc biệt là vào ban đêm, tốt nhất bạn nên đi cùng một vài người quen. Điều này rất giống Thâm Quyến 20 năm trước. Điều này có nghĩa là bạn chưa đến Việt Nam. Mỗi nước đều có những phong tục riêng. Bạn không thể thấy những chương trình này ở Trung Quốc vì chúng ta quá bảo thủ. Nếu chúng ta thả lỏng thì sẽ có đủ loại thủ đoạn. Càng lớn tôi càng thích những nơi sôi động. Dù sao, tôi chỉ muốn hoạt động. Có lẽ vì tôi đã quá mệt mỏi vì phải sống trong quá khứ. Vâng, có rất nhiều địa điểm đẹp khiến người ta không muốn quên và bối rối. Hơn nữa, thời gian trôi qua rất nhanh và nền kinh tế không tệ trong việc kiếm tiền hay không? Giống như 10 năm trước, chúng ta rất cởi mở và nền kinh tế lúc đó thực sự tốt. Tôi nghe nói hầu hết nhà máy ở Việt Nam đều được chuyển từ Trung Quốc sang. Vâng, nhiều lắm bạn. Tôi vẫn đang nghĩ về những điều đó ở Vịnh Hạ Long. Thật trùng hợp, Vịnh Hạ Long quả thực là một nơi tốt. Thừa nhận ham muốn của con người, kích thích, lợi dụng ham muốn của con người thì sự phát triển là không giới hạn, ngược lại sẽ chỉ dẫn đến suy thoái. Không ăn, không uống, không đàn đúm, không cờ bạc. Hàng ngày chỉ nằm, đi làm để sống, sống để đi làm, sống có ý nghĩa gì? Cảm ơn bạn đã cho tôi nhìn thấy thế giới bên ngoài. Ở đâu có tiền thì ở đó có thiên đường, kể cả ở Đông Nam Á. Ở đâu cũng vậy nếu bạn không có tiền. Ngạc nhiên thay tôi là phụ nữ vẫn thích xem cái này. Việt Nam ngày càng tốt hơn. Phố đi bộ Vũ Hán đăng ký tham gia tranh tài với họ. Nếu tôi trẻ hơn 10 tuổi, tôi sẽ làm điều này. Tôi mong Việt Nam có thể tiếp tục tiến về phía trước mà không ngoảnh lại. Để những quốc gia đã dừng bước, quay đầu nhìn thấy tương lai sẽ ra sao. Tôi sẽ đi sang Việt Nam, điều này đã xảy ra trong giấc mơ của tôi. Phải vậy không các bạn, máy ảnh không thể cho thêm vài giây nữa được sao? Hong Kong đã biến mất và đã đến Việt Nam. Tôi cũng rất thích Việt Nam. Những cô gái ở đất nước này rất hấp dẫn. Mọi cô gái Việt Nam tôi gặp đều nói tiếng tốt. Việt Nam rất sống động và bao dung. Đăng thêm những video như thế này nhé, người Quảng Tây chúng tôi rất thích xem. Đáng lẽ phải có ở Hưng Yên, Việt Nam. Ngoài ra còn có một thứ như thế này ở Hạ Long. Tôi đang nói chuyện với một cô gái Việt Nam, cô ấy xinh đẹp. Họ vừa mang yếu tố văn hóa Trung Hoa vừa mang phong cách Đông Nam Á. Tôi vừa từ Thái Lan về và đang cố lừa tôi sang Việt Nam lần nữa.
còn tôi tin Việt Nam có thể trở thành một nước phát triển. Nếu không có công nghệ cốt lõi, nó sẽ không bao giờ được phát triển. Nếu bạn kiếm tiền bằng cách gia công, nó sẽ bị các nước khác thay thế miễn là chi phí cao hơn. Điều gì khiến bạn nghĩ rằng những thành tựu hiện nay của Trung Quốc đạt được chỉ nhờ phát triển, mà không là chiến tranh, lãnh thổ rộng hơn và dân số đông hơn? Đó là một nước nhỏ mới thống nhất, khoảng 35 năm trước sau chiến tranh, bị nhiều nước cấm vận. Khoảng 30 năm đã được coi là một sự phát triển nhanh chóng như vậy rồi. Nguyên nhân chính là tôi nghĩ Việt Nam thuộc vòng tròn văn hóa Trung Quốc. Hiện tại, trong vòng tròn này, ngoại trừ Trung Quốc, tất cả đều là các nước và khu vực phát triển. Sự giúp đỡ từ nước ngoài là không thể thiếu. Nếu bạn muốn phát triển bản thân, điều quan trọng nhất là trở thành ông chủ trong khu vực của mình. Dù bạn còn trẻ nhưng suy nghĩ của bạn giống như của một người già. Xem tương lai là không thay đổi. Làm sao chúng ta có thể nói về các nước phát triển nếu chúng ta không thể in tiền? Việt Nam không thể thành công. Hàn Quốc dựa vào Samsung và Nhật Bản dựa vào ô tô. Việt Nam có gì mà dựa vào hay là những người phụ nữ? Đừng chọc cười nữa, bạn có biết, trong những năm gần đây có bao nhiêu nhà máy trong nước đã vào Việt Nam không? Hãy đến xem trước khi bạn mở cái miệng ra. Việt Nam thật thú vị, tôi đã đến đó được nửa tháng và ở đó 15 ngày. Có rất ít đường phố sôi động như vậy ở Trung Quốc. Phụ nữ Việt Nam đẹp quá nhỉ? Đây là đâu? Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng khi nhìn thấy điều này. Lấy vợ Việt Nam tốn bao nhiêu tiền? Nói ra điều đó khiến tôi bỏ cuộc. Vì sao Việt Nam tham gia cách mạng? Nếu biết bây giờ thì thà để miền Nam thống trị cả nước còn hơn. Việt Nam chẳng học được gì ngoài những phong tục Nhật Bản. Con gái không nên ăn mặc quá hở hang, nếu không sẽ dễ bị kẻ biến thái theo dõi, nhất là một cô gái xinh đẹp. Ở Trung Quốc, bạn chỉ có thể thấy điều này bằng cách trả tiền để đi đến quán bar. Đừng tới Việt Nam, đó là nước thù địch, hãy giúp đỡ Hàn Quốc và bạn sẽ là một trong số họ. Chẳng trách người châu Âu và người Mỹ đều thích đến đó, đặc biệt là những ông già. Sẽ không có sự phát triển ở Việt Nam. Việt Nam chúng ta như những năm 2000, khi nền kinh tế đang khởi sắc. Bây giờ đồng nghiệp không còn tụ tập cùng nhau nữa, team building của công ty đã trở thành một chuyến đi dạo, chúng tôi không còn đến KTV nữa. Ngày nay trọng tâm chính là sức khỏe. Việt Nam hiện đang phát triển những địa điểm giải trí này, về cơ bản là nhàm chán đối với người Trung Quốc. Chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi, bạn có thể tổ chức nếu muốn, không có gì đâu. Tôi chỉ thích những bữa tiệc như thế này thôi. Bất kể nó lớn hay nhỏ, xuống trái đất đi bạn. Ở đó có vẻ rất cởi mở nhỉ. Ban đầu lúc nào cũng vậy. Hãy ra ngoài thường xuyên hơn và đừng lúc nào cũng ở trong giếng. Đây cũng là trường hợp của chúng tôi, sinh vào những năm 1980. Sân trượt băng, vũ trường, quán bar và KTV là thiên đường của chúng tôi. Trước đây chúng tôi không có điện thoại thông minh, nhưng bây giờ chúng tôi có điện thoại di động là đủ. Nó có cảm giác giống với tính cách của chúng tôi. Tôi không biết ở những nơi khác thế nào. Ngành dịch vụ của Việt Nam rất cởi mở và phát triển, người nước ngoài thích đến đó. Tại sao họ lại hạnh phúc đến vậy và không phải thế chấp hay vay mua ô tô? Chủ yếu là vì họ còn trẻ và không có áp lực. Nhật Bản 60 tuổi, Trung Quốc 40 tuổi và Việt Nam mới 25 tuổi thôi. Qua các bình luận, có thể thấy cách netizen Trung Quốc nhìn nhận về Việt Nam rất đa chiều, nhưng chung quy lại có một số nhận xét và quan điểm nổi bật như sau. Nhiều người ca ngợi Việt Nam là một điểm đến sôi động, thu hút và trẻ trung, với nền kinh tế phát triển nhanh và cơ hội du lịch, vui chơi giải trí phong phú. Một số còn ví von Việt Nam hiện tại giống như Thâm Quyến của 20 năm trước, cho thấy sự ngưỡng mộ về tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam. Trong khi một số người cho rằng mức sống và thu nhập của Việt Nam còn thấp so với Trung Quốc, nhiều bình luận lại nhận định Việt Nam đang là điểm đến lý tưởng cho người nước ngoài vì chi phí sinh hoạt hợp lý và sự thân thiện, bao dung của người dân. Điều này đặc biệt hấp dẫn đối với những người Trung Quốc đang tìm kiếm môi trường sống thư thái hơn. Một số bình luận bảo thủ cho rằng Việt Nam chỉ là bản sao chép của các quốc gia phát triển khác hoặc cho rằng Việt Nam khó có thể đạt đến vị thế của Trung Quốc do thiếu nền tảng công nghệ và nguồn lực kinh tế cốt lõi. Những quan điểm này phản ánh sự hoài nghi của một bộ phận netizen về khả năng tự phát triển của Việt Nam mà không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Việt Nam được đánh giá cao về phong cảnh tự nhiên và nền văn hóa phong phú, hấp dẫn nhiều người đến du lịch và khám phá. Tuy nhiên, có ý kiến bảo thủ cho rằng Việt Nam chỉ mới tiếp cận và áp dụng văn hóa quốc tế mà thiếu bản sắc riêng. Một số lại đặc biệt ấn tượng với không khí lễ hội cởi mở, đặc biệt trong dịp Halloween. Tóm lại, netizen Trung Quốc dường như nhìn nhận Việt Nam là một quốc gia đang phát triển nhanh chóng, có nhiều tiềm năng nhưng còn nhiều thách thức phía trước. Họ có sự ngưỡng mộ về tiềm năng phát triển và sự sôi động của đời sống văn hóa, nhưng đồng thời vẫn giữ một số định kiến về nền kinh tế và xã hội của Việt Nam.